Ngày 29 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá hai nhóm hoạt động tín dụng đen bằng hình thức cho vay lãi nặng, bắt giữ 4 đối tượng. Theo đó, ngày 27 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Đào Văn Khắc, 37 tuổi, và Đào Văn Cương, 36 tuổi, cùng trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hai đối tượng trên đến Đắk Nông hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6 năm 2023. Hình thức cho vay là trả góp theo ngày, số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng, một lần vay. Các đối tượng ấn định lãi suất là 365% trên năm. Khắc và Cương đã cho 169 lượt người vay, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Bạch Thành Lâm, 32 tuổi, và Vũ Văn Hạnh, 39 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông. Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan chức năng, Lâm và Hạnh đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Đắk Gờ Long vay tiền, với lãi suất từ 180% trên năm, thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt. Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng có hành vi đe dọa, dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản.